Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Trong thế giới hoàn mỹ, 9 đại cường giả mạnh nhất ở cấp độ chuẩn tiên đế là những nhân vật xuất chúng, gần như đạt đến đỉnh cao quyền lực và sức mạnh trong toàn bộ vũ trụ. Mỗi người trong số họ đều có những kỳ tích riêng, ghi dấu ấn trong các cuộc chiến thiên địa, vượt qua vô số đối thủ để vươn lên hàng ngũ cường giả đáng kính. Chuẩn tiên đế là cảnh giới gần kề với tiên đế thực sự, nơi mỗi người chỉ cần thêm một bước để tiến vào đỉnh cao của sức mạnh tuyệt đối. Tuy nhiên, chính khoảng cách mong manh giữa chuẩn tiên đế và tiên đế đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt và những cuộc đối đầu mãnh liệt giữa các cường giả này. Bởi lẽ họ đều khao khát bước chân vào cảnh giới tối thượng. Mỗi nhân vật trong danh sách này mang những năng lực và bí thuật riêng biệt, cùng với những truyền thuyết oai hùng bao phủ khắp các kỷ nguyên. Từ đồ phu hậu duệ của người sáng lập thiên đình cổ với sức mạnh áp đảo, cho đến tiểu tháp bảo vật cổ xưa chứa đựng tiềm năng của một chuẩn tiên đế, tất cả đều là những biểu tượng của sức mạnh tuyệt luân. Dù chưa hoàn toàn đạt đến cảnh giới tiên đế, thế nhưng trong vũ trụ bao la, họ là những kẻ thách thức mọi giới hạn và đại diện cho những thực lực mạnh mẽ bậc nhất. Danh sách này chính là một cuộc hành trình tìm hiểu về sức mạnh, tham vọng và sự cạnh tranh giữa các cường giả, nơi mỗi người đều có câu chuyện và hành trình riêng để đạt được vị trí của chính mình trong bảng xếp hạng những chuẩn tiên đế mạnh nhất. Dưới đây chính là bảng xếp hạng 9 đại cường giả mạnh nhất ở cấp độ chuẩn tiên đế trong thế giới hoàn mỹ. Vị trí thứ 9 của chúng ta, tiểu tháp. Vị trí của tiểu tháp có phần gây tranh cãi, thế nhưng khi ở trạng thái đỉnh cao với 9 tầng, nó đã đạt tới cấp độ tiên vương. Sau đó hợp nhất với tàn thể tiến lên một tầng cao hơn, trở thành bảo tháp 10 tầng hoàn hảo, nó cũng có thể tỏa ra một chút uy áp của chuẩn tiên đế. Tiểu tháp đã sử dụng cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng, nhiều lần dùng bản thể va chạm với vũ đế, điều mà táng chủ và đồ phu không thể nào làm được. Tuy nhiên, tiểu tháp không phải là một chuẩn tiên đế thực sự, nó chỉ nhờ vào việc hợp nhất với đế thể và cách đánh đặc biệt để thể hiện một phần sức mạnh và uy áp của chuẩn tiên đế. So với những chuẩn tiên đế thực sự khác, với sự ổn định trong cảnh giới và sức mạnh, nó còn thiếu sót, vì vậy được xếp hạng thứ 9. Vị trí thứ 8 của chúng ta, đồ tể. Là hậu duệ của người sáng lập thiên đình cổ, có thiên phú vô cùng cao, hắn tu luyện trong thời gian dài, bản thân có thể tỏa ra hào quang của chuẩn tiên đế, gần như đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Hắn từng gặp hoàng thiên đế trong thời đại đế lạc. Thực lực của hắn chắc chắn đã là một trong những tiên vương đỉnh cấp. Dưới cảnh giới chuẩn tiên đế, hắn là một trong số ít cường giả. Tuy nhiên, so với một chuẩn tiên đế thực sự, hắn vẫn còn có khoảng cách về cảnh giới và sức mạnh, chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Thế nhưng đã rất gần, và trong số những cường giả, hắn vẫn chiếm một vị trí đáng kể, vì vậy xếp hạng thứ 8. Vị trí thứ 7 của chúng ta, táng chủ. Táng chủ là tổ sư của một nhánh Mai Táng Sư. Để tránh kiếp nạn của kỷ nguyên, ông đã tự phong ấn mình bên trong một chiếc bình đất suốt hàng tỷ năm. Sức mạnh của ông gần như đạt đến chuẩn tiên đế. Xung quanh ông tỏa ra hào quang của chuẩn tiên đế, là một tồn tại cấm kỵ bên trong hải giới bí ẩn. Trong cuộc hỗn loạn của bóng tối, ông là một trong những cường giả có thể bảo toàn tính mạng. Điều này thể hiện rõ ràng sức mạnh to lớn của ông. Mặc dù trong nguyên tác không có nhiều mô tả về các trận chiến cụ thể của ông ta, thế nhưng mà từ thân phận, cảnh giới và khả năng tồn tại trong thời loạn của ông, có thể thấy sức mạnh của táng chủ vẫn nổi bật so với nhiều cường giả khác. Tuy nhiên, so với các chuẩn tiên đế xếp hạng trên, ông có phần kém hơn về sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Vấn đề xếp hạng thứ 7. Vị trí thứ 6 của chúng ta, Liễu Thần. Liễu Thần có sự yêu mến đặc biệt từ độc giả, vốn là một đầu lĩnh tiên vương. Sau khi xung hợp đế hỏa của chuẩn tiên đế vô danh, sức mạnh của nàng đã tăng vọt. Liễu Thần từng một mình xông vào dị vực, tiến vào 9 lần và thoát ra 9 lần, thể hiện sức mạnh và dũng cảm vô cùng. Trong cuộc chiến chuẩn tiên đế, Liễu Thần đã cản bước vũ đế, giúp Thạch Hào có được thời gian quý báu. Tuy rằng cuối cùng Liễu Thần phải tự hủy để làm suy yếu vũ đế, điều này vẫn chứng tỏ sự mạnh mẽ và vai trò quan trọng của cô. Sự mạnh mẽ của Liễu Thần không chỉ đến từ việc xung hợp đế hỏa, mà còn nằm ở tài năng và gốc rễ tu luyện của cô. Sự hiểu biết và vận dụng các pháp tắc của cô cũng có nét độc đáo riêng, chỉ là so với các chuẩn tiên đế mạnh mẽ hơn thì vẫn có phần kém hơn. Vì vậy cô xếp thứ 6. Vị trí thứ 5 của chúng ta, Thương Đế. Thương Đế là chuẩn tiên đế hắc ám đầu tiên mà Thạch Hạo gặp sau khi mà vượt qua hải giới, và cũng là một trong những phản diện có đẳng cấp cao nhất ở giai đoạn sau. Ông từng cai quản một tiên đỉnh khổng lồ và luyện được những công pháp vô thượng, sức mạnh vô cùng lớn. Câu nói kinh điển của ông, người hành hương thành kính và chân thành, từng bước cúi đầu chỉ để được gặp ta. Tại sao ngươi lại đến với sát khí, gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, tên ngươi đã có trên bia luân hồi, thể hiện rõ sự bá đạo và sự tự tin của ông. Tuy nhiên, trong trận chiến với Thạch Hạo, Thương Đế là chuẩn tiên đế đầu tiên bị Thạch Hạo đánh bại nhanh chóng. Dù vậy, điều này không hoàn toàn phủ nhận sức mạnh của ông, bởi đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế đã là minh chứng cho sức mạnh không tầm thường. Ông chỉ tỏ ra yếu hơn khi mà đối mặt với Thạch Hạo, thế nhưng so với các chuẩn tiên đế khác, ông vẫn là một thế lực mạnh mẽ. Vị trí thứ 4, Hồng Đế.
Hoàng đế là một chuẩn thiên đế vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, sở hữu sức mạnh đáng gờm. Ông từng sáng lập Cổ Thiên Đình với những thần thông và pháp môn độc đáo. Mặc dù ông không được miêu tả nhiều trong nguyên tác và không nổi bật như là Vũ Đế, thế nhưng mà sức mạnh của ông không hề coi thường. Trong trận chiến với Thạch Hào, Hồng Đế cũng đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp, tạo ra áp lực cực lớn cho đối thủ. Đầu đội kim quan, ông có năng lực nói gì sẽ thành hiện thực, cùng với các khả năng như là hỗn độn chỉ lực và pháp tắc khai thiên, làm cho kẻ khác khó lòng mà đối phó. Những năng lực đặc biệt cùng với sức mạnh khổng lồ giúp Hồng Đế đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng của chuẩn thiên đế. Vị trí thứ 3 của chúng ta, Vũ Đế. Vũ Đế là một tồn tại đáng sợ đạt đến giai đoạn cuối cùng của chuẩn thiên đế. Ông sở hữu Thương Đế Chiến Mâu, một trong những binh khí nguy hiểm nhất thiên hạ, với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Vũ Đế xuất hiện với khí thế kinh thiên, cưỡi trên một cỗ chiến xa cổ xưa, kéo bởi 9 con cổ thú khổng lồ, mỗi con đều mang sức mạnh hủy diệt trời đất. Đôi cánh vàng phía sau lưng của ông tỏa ra ánh sáng rực rỡ như là một kẻ vô địch. Trong trận chiến với Thạch Hào, ông đã gây ra mối đe dọa sinh tử cực lớn, thậm chí đã giết chết Liễu Thần và Thiểu Tháp trong trạng thái cực độ thăng hoa, đồng thời gây thương tổn cho Hoàng Thiên Đế Thạch Hào. Vũ Đế là người mạnh nhất trong ba đế của Hắc Ám, với lối tấn công dữ dội và tàn nhẫn trở thành một đối thủ đáng sợ. Vị trí thứ hai của chúng ta, chuẩn thiên đế vô danh. Chuẩn thiên đế này dù trong nguyên tác không được miêu tả nhiều và thậm chí không để lại tên thật, thế nhưng mà sức mạnh của ông ta vô cùng to lớn. Ông có tinh thần dũng mãnh, một mình đối mặt với sự hỗn loạn của Hắc Ám và đã vượt qua hải giới. Ở bên kia của hải giới, ông gặp phải sự tấn công từ ba chuẩn thiên đế khác là Thương Đế, Hồng Đế và Vũ Đế, thế nhưng vẫn kiên cường chống lại và gây tổn thất không nhỏ cho đối thủ. Dấu chân mà ông để lại trên bờ đê của hải giới đã trở thành kim chỉ nam cho những cường giả đời sau. Sức mạnh của ông đã gần chạm đến thiên đế, và nếu không phải chiến đấu một mình chống lại ba đối thủ, có lẽ thành tựu của ông sẽ còn cao hơn nhiều. Vị trí đầu tiên của chúng ta, Diệt Thế Lão Nhân. Diệt Thế Lão Nhân chính là một sinh vật sống lâu đời nhất, được mệnh danh là chuẩn thiên đế mạnh nhất. Ông từng tiến sát đến cảnh giới thiên đế, và sức mạnh của ông sâu không lường được. Qua hàng triệu năm, ông đã tích lũy được một nội lực vô cùng sâu dày, khả năng kiểm soát và sử dụng sức mạnh đạt đến trình độ siêu phàm. Không chỉ mạnh mẽ, Diệt Thế Lão Nhân còn sở hữu những phương thức độc đáo và thần thông đặc biệt. Ông có thể luyện hóa các thế giới chư thiên, hấp thụ sức mạnh từ chúng để nuôi dưỡng bản thân, khiến sức mạnh của ông không bao giờ cạn kiệt. Trong trận chiến với Thạch Hào và những chuẩn tiên đế khác, ông đã thể hiện sự lão luyện và kinh nghiệm chiến đấu vượt trội. Dù cuối cùng bị Thạch Hào đánh bại, thế nhưng mà không thể phủ nhận rằng ông là một trong những chuẩn tiên đế mạnh nhất. Trên đây chính là danh sách 9 chuẩn thiên đế mạnh nhất ở trong thế giới hoàn mỹ. Tuy nhiên, nó chỉ là ý kiến cá nhân của LTG. Và nếu như các bạn có ý kiến cá nhân, đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo LTG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.